المسلم قبل أن يدخل في الصلاة لابد أن يأتي بشروط الصلاة. Rồi người Muslim trước khi tiến tới cuộc hành lễ của mình thì người đó phải nhìn lại điều kiện để chúng ta dâng lên người Salah đó. الشرط الأول الإسلام. Đó điều kiện thứ nhất là chính là Islam. فلا تصح صلاة الكافر. Và người kafir không phải bắt buộc phải hành lễ Salah. الثاني العقل فلا تصح صلاة المجنون. Và điều kiện thứ hai đó chính là nhận thức và không bắt buộc hành lễ đối với những người bị điên. ومن باب أولى السكران. Và một cái mở rộng hơn đó chính là dành những người say rượu, những người say rượu không có nhận thức. ولا بد من التفريق بين الأشياء التمييز يعني الصغير هل تصح صلاة الصغير إذا كان مميز بين الأشياء يعرف أن هذا ماء وهذا نار هذا يميز بين الأشياء فصلاته صحيح لا يميز صلاته باطلة نعم. Và bắt buộc đối với những người dân lễ Salah phải biết nhận thức, phải biết phân biệt. Tức là có hành, phải phân biệt hành vi dân sự của mình như là phân biệt cái nào nên, cái nào không nên, cái nào là nước, cái nào là lửa, đại loại như vậy. ولا بد أن ينوي بهذه الصلاة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Và bắt buộc đối với chúng ta phải định tâm dâng lên người Salah vì Allah سبحانه وتعالى và cái định tâm đó chính là định tâm ở trong trái tim của mình và việc chúng ta định tâm bằng cái lời nói ra ngoài như vậy đó là một cái bid'a. نعم ولا بد من إزالة النجاسة لا يصلي على بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة أو في مكان نجس. Và bắt buộc đối với chúng ta phải tẩy sạch thân thể của mình và tẩy sạch những nơi mà chúng ta dâng lễ Salah kể cả những chất dơ dính trên người của mình hay là chất dơ dính trên quần áo hay là chất dơ dính ở nơi chúng ta dâng lễ Salah. ولا بد من رفع الحدث بالوضوء هذا الحدث الأصغر والحدث الأكبر لا بد أن يرتفع بالاغتسال يعني لا يستطيع أن يصلي بدون وضوء نعم. Và các bạn chúng ta tẩy sạch đó là những cái tẩy sạch những cái chất dơ nhỏ những cái chất dơ đơn giản thì chúng ta lấy nước hành lễ wudu và những cái chất dơ lớn như việc chúng ta mộng tinh chẳng hạn thì chúng ta phải tắm junub để chúng ta tẩy sạch nó. نعم ولا بد من استقبال الكعبة استقبال مكة. Và bắt buộc đối với chúng ta phải hướng về Qibla của Mecca để chúng ta dâng lên nguyện salat. ولا بد من دخول الوقت لا يصح ان يصلي قبل الوقت ويحرم تاخير الصلاه عن وقتها. Và bắt buộc đối với chúng ta phải dâng lên nguyện trong giờ ấn định của nó. Chúng ta không được phép hành lễ trước giờ của nó hay là hành lễ quá giờ của nó. ولا بد من ستر العوره واخذ كامل الزينه في الصلاه. Và bắt buộc đối với chúng ta phải che đậy thân thể, che kín thân thể của mình. Điều đó là bắt buộc khi chúng ta dâng lên nguyện salat đối với nam và nữ. المرأة تغطي جميع البدن إلا وجهها في الصلاة. Phụ nữ thì phải che đậy tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình ngoại trừ khuôn mặt và hai bàn tay. إذا أتى بهذه الشروط الصلاة يستطيع أن يصلي. Và nếu như người Muslim hội tụ tất cả những điều kiện đó thì người đó sẵn sàng để dâng lên nguyện salat.